kèo gọi là kèo có thể là vừa power pick mà vừa là counter pick dành cho đội hình bên phía đối phương nữa. Và cấm vào chọn trong ván thi đấu thứ nhất giữa Team Flash và Weibo Gaming đã bắt đầu. Rồi, những lượt cấm của Sài Gòn Team Flash vẫn khá cơ bản mà thôi. Aatrox được cấm, Camille được cấm, bên phía bên kia cấm cho mình là Senna. Thường những đội Trung Quốc rất là thích để Senna lại để chọn phía đội xanh, nhưng Weibo có vẻ như không muốn chơi một cái lối chơi chậm ở trong cái trận đấu khởi đầu này của mình. Ragas cũng bị cấm và Akali cũng bị cấm đi. Zoe bị cấm và lượt chọn đầu tiên của Weibo sẽ là Jay. Chúng ta thấy rằng Jay đang có tỷ lệ thắng rất cao ở trong giải đấu lần này. Hình như trước khi mà ngày thi đấu này diễn ra, Jay có tỷ lệ thắng đâu đó gần 70%, một con số rất khủng khiếp. Nhưng ở trong ngày thi đấu hôm nay thì cũng đã có một vài trận đấu mà Jay thất bại rồi, cho nên chúng ta cũng không hoàn toàn là quá đáng ngại con Jay của đối phương. Đây một con tướng mà tôi rất thích, Sen được chọn. Sen được chọn dành cho Team Flash. Và từ con Sen này Team Flash sẽ có thể phát triển ra rất là nhiều những cái bài đánh Fura bích luôn xoay quanh quân này. Xoay quanh quân bài này, chúng ta có thể có bài đánh Sen, Galio và Camille, hoặc là chúng ta có thể sử dụng Sen và Fiora để chúng ta có thể chơi một đội hình 1-3-1 tốt ở giai đoạn cuối trận. Thì quyết định của Team Flash ở lượt chọn thứ hai, chúng ta sẽ không chọn lấy quân bài Fiora hay là Camille hay là Galio, mà đó sẽ là con Zeke. À, như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta đang hướng đến Sen cùng với Khazik anh Việt. À, bên phía bên kia thì Weibo họ cũng rất là nhanh tay, họ chọn Fiora. Họ biết rằng nếu như mà để cho Team Flash vừa có Sen vừa có Fiora thì cái cánh đẩy lẻ và lay của Team Flash nó trở nên nó quá mạnh. Tiếp theo đó thì họ có thêm một vị tướng cũng cực kỳ khó chịu ở giai đoạn đầu trận, đó sẽ là Nautilus, một con bài tốt dành cho Wake Up. Bên phía của Sài Gòn Team Flash, vị tướng ở khu vực đường trên của họ sẽ là Reactong. Mây chẳng, đây là một kèo đấu thua nha. Reactong cùng với Fiora thì là một kèo nhỉnh hơn dành cho chức tướng mà Weibo Gaming vừa mới chọn. Thực ra Reactong cùng với Sen xuất hiện trong đội hình của Team Flash, đây là hai vị tướng mà Tank East cùng với Sai có thể swap tướng cho nhau ở hai vị trí đi đường và đường trên được. Nhưng nói về kèo đối đầu giữa Fiora với hai vị tướng này thì Fiora đánh với Reactong hay với Sen, Fiora đều cũng sẽ thắng. Cho nên là tôi nghĩ là trong ván thi đấu này thì Sai sẽ cầm con Reactong ở khu vực đường trên và Tank East sẽ cầm con Sen ở vị trí đi đường. Và nếu như Sai anh ta cầm con Reactong ở khu vực đường trên, mặc dù là anh ta sẽ phải chịu nhiệt khá nhiều đến từ con Fiora bên phía đối phương ở giai đoạn đầu, nhất ra thì cái sức ảnh hưởng của Sai ở trong những pha giao tranh tổng dành cho Team Flash cũng sẽ là có với con Reactong này. Còn với con Sen thì Tank East sẽ có khả năng ôm mục tiêu cực kỳ tốt. Sen có cái bảo hộ linh hồn và có lượng máu cực kỳ trâu của một con tướng tăng cơ, nó sẽ giúp cho Tank East thoải mái hơn trong cái việc là quá lo lắng về cái việc bị đối phương hạ gục quá sớm trong khi mà anh ta đang kiểm soát mục tiêu. Và đây là face cấm thứ hai đến từ cả hai bên. Team Flash cấm một quân bài khu vực đường rồng bên phía đối phương, đó là Varus. Đây là quân bài mà Team Flash cấm rất tốt, bởi vì chúng ta theo dõi trận thi đấu giữa Weibo Gaming cùng với một đối thủ của họ ở trong ngày thi đấu hôm qua, đó là Fennel, thì Varus là quân bài mà Chi chơi cực kỳ hay. Và nếu như để cho con Varus lọt vào trong tay của Chi thì sẽ cực kỳ nguy hiểm dành cho đường dưới của Team Flash trong trận thi đấu này. Rồi, Varus cùng với Lequen là sự lựa chọn cấm chúng ta, trong khi đó Weibo Gaming họ cấm đi cho mình là Galio cùng với đó là Zed. Có bài mà Kuzi cũng khá là thích chơi, nhưng vẫn còn Yone. Đúng, tôi đang tính nói là vẫn còn Yone để dành cho vị trí Kuzi nếu như người ta muốn đánh một vị tướng chủ động hơn ở vai trò đi rừng. Nhưng mà trước đó là có Sen rồi thì có bài Yone này, phần trăm cao nó sẽ dành cho Kuzi. Kuzi cầm Yone, đây là vị tướng cũng khá tính nằm trong tay của Kuzi. Ít ra là khu vực được giữa thì chúng ta cũng sẽ yên tâm phần nào khi mà thấy Yone được xuất hiện trong tay của người chơi trẻ tuổi trong đội hình của bên phía của Team Flash. Mặc dù là Kuzi ở thời điểm này thì phong độ của anh ta cũng chưa phải là quá max win. Tuy nhiên thì với Yone, ít ra là Kuzi anh ta sẽ có được thứ nhất là cái sự đột biến, thứ hai là trong những tình huống ngặt nghèo thì Kuzi anh ta vẫn có một cú đặc mệnh để có thể chạy được. Và bên phía bên kia, trong lượt chọn thứ hai, Weibo Gaming họ đã quyết định chọn Khazik. Mặc dù là bên phía của Team Flash họ gần như là đã lộ ra vị tướng đi rừng rồi, và gần như là con Khazik vào đội hình bên phía bên kia thì trong ván thi đấu này sẽ không phải là quái tối ưu, tại vì ba lượt chọn đầu tiên bên phía Weibo Gaming họ chỉ chọn được một con để có khả năng kết hợp tốt với Khazik và con Jayce mà thôi. Họ không có được Ragas, không có được Zeke, nhưng họ vẫn quyết định sử dụng quân bài sát thủ này ở trong ván thi đấu này. Tôi vẫn nghĩ là con Khazik pick ở đây khá hợp lý đó anh Việt.
Bởi vì Lux thì cũng đóng vai trò là một vị tướng có khả năng cứu địa từ xa, không khác gì so với lại Zeke là bao nhiêu cả. Cho nên mà Lux còn có thêm khả năng tạo giáp dành cho Kha'Zix nữa, thì tôi nghĩ đây là một cái sự lựa chọn rất là ổn dành cho Weibo. Ở hướng ngược lại thì bên phía Sài Gòn Team Flash, đội hình chúng ta cũng có những chiếc tướng lao lên khỏe và kết hợp được với Shen. Đây sẽ là một trận đấu khá cân bằng về mặt chất tướng của cả hai đội. Cả hai bên có một cái bảng chất tướng rất là giống nhau và có những giai đoạn mạnh tương đương với nhau. Tôi lại nghĩ trong Khoan, có cái này hay hơn là anh Việt hãy để ý cái bảng đằng sau lưng của Team Flash biết cái gì. Bảng chiến thuật à? Bảng chiến thuật. Bây giờ tôi đọc được cái bảng sau lưng của Team Flash. Vừa mới ở sau lưng Eli xong, bây giờ anh cameraman đổi cam Eli cái là tôi đọc luôn cho các bạn ấy. Thế đó là trong cái trận thi đấu này, tôi nghĩ là nếu như trong đội hình của Weibo Gaming á, mà cái vị tướng đi rừng của họ lựa chọn là một con Olaf, thì tôi nghĩ sẽ nhiều khó khăn hơn dành cho bên phía của Team Flash. Bởi vì dẫu sao họ cũng đã chọn được Lux rồi đúng không? Thì Lux rồi vị tướng có khả năng bảo kê cực kỳ tốt. Và nếu như vị tướng đi rừng của họ là Olaf thì áp lực của họ vào đội trận sẽ là cực kỳ mạnh. Ở khu vực đường trên thì chắc chắn là Fiora sẽ gây được rất nhiều áp lực ở cái kèo trao đổi chính thức ở những cấp độ đầu. Và Zeiss cũng là câu chuyện tương tự như vậy với dạng súng thủy ngân của mình ở khu vực đường giữa. Và nếu như thêm cả Olaf nữa thì áp lực về tranh chấp mục tiêu đến từ Weibo Gaming sẽ là cực kỳ lớn. Nhưng với con Kha'Zix thì là một câu chuyện khác. Với con Kha'Zix thì bạn sẽ đòi hỏi là con Zeiss ở trong đội hình của bạn, tức là Faye ở trong ván thi đấu này sẽ phải chơi cực kỳ tốt với những tình huống combo cầu sấm cộng gia tốc của mình. Nếu như Faye anh ta làm không tốt thì sẽ có tương đối ít tiền đề để cho một con Kha'Zix có thể tranh chấp lại được mục tiêu so với lại một con Shen bên kia rất nhiều khả năng chống chịu. Cho nên tôi nghĩ là trong những pha kiểm soát mục tiêu thì Team Flash sẽ có được sự an tâm lớn hơn đến từ cái lay-up của mình ở trong ván thi đấu này. Người di chuyển trước ở khu vực đường rồng đó là hỗ trợ của bên phía Weibo Gaming. Trong khi đó thì hồi nãy đi, chúng ta trong trận đấu trước mà có Shen thì chúng ta đã thấy rằng là người chơi đi rừng ở bên phía đội đỏ thường là bắt đầu bằng bùa xanh. Đồng ý. Nhưng đã nhìn thấy đối phương cắm mắt ở khu bùa xanh rồi, cho nên Tank X quyết định chuyển hướng của mình là ăn bùa đỏ trước. Đây là quyết định nó sáng suốt hơn. Sai khu vực trên đang trao đổi chiêu thức với Zihan khá ổn và đang lợi thế hơn một chút xíu về máu. Chúng ta có thể thấy là Weibo họ cắm mắt cực kỳ tốt. Họ cắm mắt ở hai bãi rừng của Tank X cùng một lúc, nó khiến cho cái vòng rừng của Tank X bị lộ rất sớm. Và tới thời điểm hiện tại khi mà Tank X đang ăn con bùa xanh thì cái vị trí của anh ta cũng đã hoàn toàn bị phát hiện bởi đội hình Weibo Gaming. Trong khi đó thì đối với người đi rừng của Weibo Gaming phía bên kia thì cái sự có mặt của anh ta ở phía dưới quang đồ ở thời điểm hiện tại gần như vẫn đang là một ẩn số. Ở khu vực đường giữa thì Ellie cùng với Quách Cấp đang tiến ra đây. Nhưng nói về cái kèo thi dọn lính khu vực giữa cặp đôi Quách Cấp Faye cùng với Ellie Kuzi thì chắc chắn là Faye của Quách Cấp sẽ là bên có lợi thế hơn. Nautilus với những cơn sóng đến từ chiêu 3 của anh ta sẽ có khả năng dọn lính, hỗ trợ dọn lính là tốt hơn so với là một con Brom nằm trong tay của Ellie. Và vừa rồi là một cú cầu sấm qua cổng gia tốc, rất may mắn là nó cũng không thấm quá nhiều sát thương vào vị trí của Kuzi. Ở khu vực đường giữa thì tạm thời lấy kèo thi dọn lính và trao đổi một chút chiêu thức này vẫn là ngang bằng. Còn ở khu vực đường trên thì vừa rồi là động thái biến về đến từ Zihan, còn Sai thì có vẻ như là vẫn chưa biến về nhà thì phải. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng cái lượng chênh lệch về tiền nó đang có dành cho Weibo nha. Và cái lao như thế này thì chắc là lượng tiền nó đang được hơn ở vị trí đi rừng cùng với khu vực đường trên thì phải. Ellie đang di chuyển lên phía trên. Hiếm khi thấy chúng ta thấy Ellie đánh Brom. Đây là một trận đấu hiếm hoi mà Ellie sử dụng Brom ở trong ván thi đấu của mình. Vâng, đây là một tình huống chói chính xác. Cầu sấm của cộng gia tốc được sử dụng một cách chính xác luôn. Và Faye đang chờ đợi đợt đẩy đến từ G. Nhưng có siêu bom địa ngục của Tát đi tung ra và đẩy lùi sức ép của hai thành viên Weibo Gaming. Quá may mắn, Weibo Gaming quyết định bỏ. Có lẽ là Faye anh ta cũng đã cảm giác được cái áp lực của Kuzi ở phía sau lưng anh ta. Do đó anh ta quyết định lùi trong pha thi đấu này mà không đợi tiếp tục một tình huống cầu sấm ở cổng gia tốc. Nếu như có thêm một tình huống cầu sấm cổng gia tốc nữa mà nó chính xác thì chắc chắn bên phía Weibo Gaming đã có được màn hạ gục chiến công đầu của Taddy ở khu vực đường dưới. Và trước đó thì cũng khá khen cho cái nỗ lực của Taddy. Anh ta dùng hết bộ chiêu thức của mình để nỗ lực có thể dọn những cái đợt lính trước khi anh ta phải nằm xuống. May mắn cho anh ta là anh ta không phải nằm. Trong khi đó khu vực đường trên thì là áp lực ngược lại dành cho Weibo Gaming vào vị trí của Sai. Sai chỉ có một mình thôi, bắt buộc anh ta sẽ phải là người dọn lính sau. Bây giờ thì Ellie mới đến để có thể hỗ trợ cho Sai. Hai người này sẽ cùng hưởng chung cái tên lính này ở khu vực đường trên. Tạm thời vẫn chưa có bất kỳ màn hạ gục nào được xảy ra cả. Trận đấu khá chậm của cả hai đội. Như đã nói thì cái một cái chất đội hình nó ngang ngửa nhau như thế này,
và kể cả là về mặt sức mạnh ở khoảng thời gian ban đầu nó cũng khá là cưng, thì cái quyết định đưa ra đến từ cả hai đội là sẽ chơi chủ đạo xung quanh những mục tiêu lớn và giao tranh xung quanh những mục tiêu này mà thôi. Điều này sẽ quyết định được cái chiến thắng ở khoảng thời gian mid game nhiều hơn khi mà sứ giả được ăn cho một đội nào đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng Team Flash sẽ muốn có sứ giả hơn. Việc mà họ mở được một cánh sớm và ứng dụng con Sen ở cánh còn lại á, tôi nghĩ rằng nó sẽ đóng góp rất nhiều vào thành công, và đó là một trong những cái điều kiện thắng dành cho Team Flash. Bây giờ khu vực đường trên thì cái vấn đề là Sai anh ta đang lỗ hơn một nhịp biến về trước Zihan bên phía bên kia, và Sai đang thua một món đồ nhỏ trước Zihan, và bây giờ thì Sai đã có thể về, và như vậy là cái lợi thế về đồ nhỏ coi như là cân bằng. Zihan vừa rồi chúng ta đã thấy anh ta lên được, hình như là Zihan đã lên được món đồ đầu tiên của anh ta rồi thì phải. Và đây là lúc mà chúng ta sẽ hướng sự chú ý của mình xuống nửa dưới của bản đồ. Wake Up đang có mặt ở đây, và tí nữa thì tìm được vào vị trí của Kuzi. Tengis thì đang có mặt ở nửa trên của bản đồ, và đúng như là anh Minh Tân nói thì Team Flash đang hướng đến con sứ giả khe nứt. Còn lúc này Faye thì sao? Faye thì đang kiểm soát con rồng. Đổi mục tiêu đến từ cả hai bên chẳng? Chắc chắn là đổi rồi. Ở trong cái động thái chuyện như thế này thì cái thời gian mà Weibo không có rừng ở khu vực nửa trên, tôi nghĩ là họ cũng không có khả năng tranh chấp quá tốt với Team Flash đâu. Và thậm chí là bên phía Team Flash đang muốn cản họ ăn con rồng này khi thấy họ chỉ có hai người ở đây mà thôi. Siêu bom địa ngục tung ra, nhưng có điểm chiến công dành cho bên phía bên kia ở một nơi nào đó bằng một cái đại, và thêm một điểm ma gục nữa double kill cho Chi. Chúng ta không được theo dõi tình huống xử lý xung quanh hang sứ giả, và ba người của bên phía Weibo đã đẩy lui hoàn toàn đội hình của Team Flash trong hang sứ giả. Ba người Weibo ở nửa trên nhưng họ có đến hai điểm hạ gục, và bây giờ thì Tengis xuất hiện trên bản đồ và anh ta kịp sử dụng nhấp thống để bám vào người Kuzi, sau đó là pha phản công của Tengis cùng Kuzi ở nửa dưới bản đồ, nhưng có kiệt sức được găm rất kịp thời đến từ vị trí của Faye, và chúng ta sẽ không chạm được đến Faye ở trong pha thi đấu này. Và đây là pha replay những diễn biến ở nửa trên của bản đồ. Pha này thì Tengis cùng với Sai bị chia cắt, và như vậy là sứ giả khe nứt thuộc về cho ai đây? Sứ giả khe nứt có vẻ như là thuộc về cho Weibo Gaming thì phải. À không, Sai vẫn giữ lại được con sứ giả khe nước. Đó vẫn là một tín hiệu tốt cho Team Flash. Bây giờ Sai có thể thả sứ giả khe nước ở khu vực đường trên để có thể lấy stack trụ cũng được. Nhưng đối phương sẽ có rất nhiều người có mặt ở đây. Sớm mà thôi, đang lao ra tấn công. Có cho mình đó là cầu vòng tối thượng kéo trúng nó. Quyết up 247. Quyết up 247 đang đuổi theo bên phía bên kia. Zihan đang chém một người Ely. Và Ely sẽ không thể nào chạy được cả. Sai đang chạy về phía trụ và tạm thời an toàn. Con sứ giả nó vẫn chưa có thể giúp bây giờ. Bây giờ vẫn còn một đợt lính nữa thì Team Flash mới có thể lấy được cái trụ đường trên đối phương. Trong khi đó thì Weibo đang có rất nhiều thành viên ở đây, họ đang muốn hạ đi cái trụ thứ nhất ở khu vực đường Baron, càng sớm càng tốt đến từ Team Flash. Và Sai vừa rồi thì không biến về, anh ta quyết định ở lại để có thể giữ trụ, thì cũng là hợp lý bởi vì Tengis đang đến. Nhưng cũng rất nguy hiểm khi mà vừa rồi chúng ta thấy Fan đã có một tình huống chặn đầu vị trí của Tengis. Và nếu như Fan anh ta thành công ngăn cản cái nhịp tiến lên của Tengis khu vực đường trên, khoan đã, khu vực đường giữa. Một pha đoạt mệnh bom hai người quá đẹp đến từ vị trí người đi đường giữa của Team Flash Kuzi. Và chúng ta có được một điểm hạ gục mà hạ gục đó dành cho Taddy. Và sẽ là quay không tiếp theo hay không? Rất đáng tiếc, bom đẩy không chính xác. Gọi chất nổ thì cũng là đẹp đẩy, nhưng trước hết thì Taddy đã mất đi cái bom nảy trước đó rồi. Không có sát thương tiếp tục dồn theo để hạ gục thêm một người nữa. Nhưng dẫu sao vừa rồi thì Kuzi đã cho chúng ta thấy khả năng sử dụng con Yone của anh ta là cực kỳ tuyệt vời. Một pha chọn góc tốt với đặc mệnh. Khu vực đường trên có thần K6 từ vị trí của Sai, làm choáng vị trí của Zihan và sử dụng luôn cả thiếu đốt. Sai đang ép cho Zihan phải lùi trong pha thi đấu này. Và nếu như Zihan anh ta biến về thì Team Flash sẽ có được trụ đầu trên toàn bản đồ. Tank East cũng đang đến, những Wake Up cũng đến rất kịp thời. Zihan cũng Wake Up chọn tấn công vị trí của Tank East trước. Gelly cũng đang đến từ phía sau. Một cú tuyết tay tái vào người của Zihan. Và trụ đầu trên toàn bản đồ thuộc về cho ai đây? Chủ đầu trên toàn bản đồ vừa rồi đã thuộc về cho bên phía đội hình của Team Flash. Đường dưới cũng đã có trụ dành cho Weibo, nhưng họ còn cướp rừng nữa cơ. Fan tiến vào rừng và cướp xong con bùa xanh của Team Flash và đang lui về. Wake Up cùng với Chi vẫn đang phòng ngự rất vững ở đây. Về mặt chất tượng, khoan đã, Zihan đang bị giữ chân lại. Vuhan đang bị choáng, anh ta tức biên bỏ chạy. Và bùa đỏ đốt anh ta không chết ở trong pha thi đấu này, đáng tiếc quá. Một chấm máu duy nhất của Zihan mà thôi anh Quốc Việt à. Đáng tiếc, Tengis đang đi tìm Zihan, nhưng Zihan đã lùi rất sâu vào trong thềm trụ của anh ta. Và khá đáng tiếc dành cho Tengis là con cốc và con bùa xanh cũng đã được người đi rừng của đối phương kiểm soát thành công trước đó. Như vậy là pha tấn công này thông qua Tengis trên khu vực đường trên thì coi như là Team Flash không thu lại được điều gì. Khá đáng tiếc,
Trong khi đó thì ở khu vực đường dưới thì trụ của Team Flash đã mất đi. Thì bây giờ Kuzi nếu như anh ta muốn đi ở khu vực đường này, chắc chắn là anh ta cũng sẽ phải cực kỳ cẩn thận để không bị hạ gục. Và thậm chí là bây giờ nếu có thể thì tôi nghĩ chúng ta nên cử Tank East. Sau khi dọn rừng xong, anh ta tiến ra dọn được lĩnh khu vực đường dưới thì nó sẽ là hay hơn. Vừa rồi là pha tấn công vị trí của Tank East. Tank East mất đi nửa lượng máu mà thôi. Những người khác cũng đã đến khu vực kịp thời. Khu vực được trên đại thử thách được bật lên. Sai đang mất khá nhiều máu và bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối thần cá sấu của mình để hy vọng sống sót. Thiêu đốt cũng đã được dùng ở trong pha thi đấu này. Sai hoàn toàn có thể ở lại tiếp để phòng ngự, cũng không có vấn đề gì cả. Trong khi đó Wake Up đang bị bắt. Wake Up đang chịu rất nhiều sát thương. Wake Up đang bỏ chạy được và không có một lượng đam để có thể dứt điểm thành công Wake Up. Trong tình huống anh ta bị bắt đó khá đáng tiếc dành cho Team Flash. Nhưng cái việc mà Wake Up đang còn một nửa mana của mình thôi, đó sẽ là cơ sở để cho Team Flash có thể hy vọng vào một giao tranh thắng lợi ở hang mục tiêu. Kuzi bắt đầu băng vào, tử kiếm là trúng vào người của Wake Up. Băng địa chấn cũng là khá đẹp đến từ vị trí của Ellie. Phay đang lết ở trong cái băng địa chấn này không gây ra được sát thương. Kuzi thì đang chém, Wake Up cũng đang chịu sát thương, anh ta vẫn chưa phải nằm. Bây giờ là cầu vồng tối thượng, quá đẹp đến từ vị trí của Kuzi, dứt điểm được Ellie. Taddy cũng đang bị chém, Taddy cũng đã phải là bàn điểm số. Kuzi cũng là như thế. Và bây giờ Sai đến thì cũng quá đơn độc ở trong pha thi đấu này. Pha thi đấu mà Team Flash mất đến 4 mạng hạ gục, quá đáng tiếc. Khả năng giao tranh của Weibo thực sự là đáng gờm, quá kinh dị, đặc biệt là Chi. Anh ta không tung ra cho mình đó là khoan, tình huống này thì sao? Zihan đang rất tự tin chơi trước mặt Tank East cùng với cái trụ 1. Vừa rồi là một tình huống mà chúng ta thấy là Chi bình tĩnh, mức nào anh ta không tung ra cái khoán sáng của mình vội. Anh ta đợi chừng nào mà chắc chắn luôn, chắc chắn là hai thành viên này không thể nào di chuyển được. Khi mà Wake Up 27 đánh cái nội tại vào người bên phía bên kia Team Flash thì anh ta mới tung ra cho mình cái khóa ánh sáng. Đây là thêm một tình huống khóa ánh sáng đôi lần hai nữa. Nó quá đẹp. Nó vào thẳng người Taddy và Taddy không thể nào chạy được cả. Chúng ta mất hết đi nguồn sát thương, chỉ còn lại những vị tướng chống chịu. Và trong tình huống này rõ ràng không có cửa để cho chú cá sấu của Sai có thể sống sót được. Quá đáng tiếc. Ở trong pha giao tranh đó thì Team Flash đã phải dành quá nhiều sự quan tâm cho người đi rừng của bên phía đối phương. Và mặc dù là Ellie cũng đã có một cái băng địa chấn không thể tuyệt vời hơn, nó trúng vào cả vị trí của Chi cùng với Faye, hai nguồn sát thương của bên phía đối thủ. Tuy nhiên thì với việc mà chúng ta đang phải chú ý quá nhiều vào người đi rừng của đối thủ, chúng ta không thể có một pha dồn sát thương vào vị trí của Chi cùng với Faye trong lúc đó. Rất đáng tiếc và Team Flash đã phải trả giá bằng 4 mạng hạ gục ở trong pha thi đấu vừa rồi, pha thua cực nặng của Team Flash. Và bây giờ thì đội hình của bên phía Weibo Gaming vừa có được trụ khu vực đường trên. Và bây giờ thì họ sẽ đổ dồn sự tập trung của họ ở khu vực đường giữa. Đây là khu vực đường duy nhất mà Team Flash vẫn còn giữ được trụ 1. Sai đang khá nghèo rồi. Bên phía bên kia thì một tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Zihan đang cực kỳ giàu. Anh ta đã hoàn thành xong búa tiến công với búa rêu sát thần. Bây giờ chặt vào người một phát duy nhất đánh vào điểm yếu. Làm 1/4 cây máu của Sai ngay lập tức. Không có nói nhiều gì đây cả. Trong khi đó Sai thì 0-2-0 khá là khó. Nãy giờ chúng ta chưa thấy được những tình huống kết hợp chung của Sai cùng với Tank East để tận dụng cái con sen này của Tank East. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái đội hình này của Team Flash nãy giờ đánh khoảng 60% cái chất tướng thôi đó, chưa phải là 100% gì. Khoan đã, Wake Up anh ta vừa mới đi lạc xong, nhưng đằng sau lưng Team Flash xuất hiện một con cào cào của fan đang di chuyển tới. Anh ta nhìn thấy Kuzi, anh ta cào vào người Kuzi. Wake Up đang thấp máu. Wake Up có bỏ chạy được không đây? Tốc biến lên không bắt được Wake Up. Chiêu cuối tung ra tất cả mọi thứ đều trượt, nhưng có một thứ trúng và nó trúng vào người của Fai. Fai đã phải nằm xuống ở trong pha thi đấu này. Lần này thì cầu vồng tối thượng không còn quá đẹp nữa. Và trước đó thì cái khóa ánh sáng của Chi cũng hoàn toàn là không chính xác. Rất may mắn nhờ Chi anh ta vẫn còn cái tốc biến để có thể giữ mạng. Nhưng hãy nhìn khu vực được dưới, Zihan đang bào trụ quá khó chịu với con Fiora của mình. Và bây giờ thì chúng ta đang rất đau đầu với con Fiora này, chắc chắn là như vậy luôn. Bây giờ ai sẽ là người ngăn cản được con Fiora này đây? Giải pháp của T-Flash đang là để cho Sai ra để có thể dọn lính với Fiora và để cho Tank East kiểm soát mục tiêu ở khu vực đường còn lại. Tôi nghĩ là điều này ở thời điểm hiện tại là hợp lý, bởi vì trong cái bối cảnh mà Tank East chưa hồi lại chiêu cuối thì Tank East sẽ phải bám mục tiêu. Còn nếu như Tank East đã hồi lại chiêu cuối rồi thì Tank East có thể thay Sai làm cái nhiệm vụ để có thể dọn lính ở khu vực đường mà Fiora đẩy. Và sau đó Sai sẽ đứng ở cánh 4 còn lại để làm tường cho những người còn lại của Team Flash để có thể đánh giao tranh. Và Tank East lúc đó có thể đến với giao tranh với chiêu cuối nhất thống của mình và vị trí của bất kỳ ai trong đội hình của Team Flash, chúng ta sẽ có 5 người. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời của chúng ta mà thôi. Bởi vì không cần nói thì các bạn nào cũng biết rằng là chức tướng Fiora ăn chặt sen cùng với lại Rayton.
không có bất kỳ một con chống chịu nào có thể đứng trước mặt Zihan mà yên ổn cả. Chúng ta cần ít nhất hai người để có phòng ngự được những đợt đẩy của anh ta, rất thoải mái cướp bóc. Zihan đang cực kỳ tự tin với con Fiora ba đồ của mình. Gươm suy vong đã có, búa tiến công và thêm cái búa điều sát thần. Bây giờ chỉ cần thảnh cho anh ta khoảng một phút thảnh thơi, tôi nghĩ rằng anh ta hoàn toàn có thể đẩy và tìm được luôn chiến thắng trong ván đấu này dành cho Weibo Gaming. Có vẻ như đội hình của Team Flash vẫn đang khá lây hoay trong cái việc là tìm lời giải cho tất cả những con Fiora đến từ khu vực Trung Quốc thì phải, và kể cả những con Fiora đến từ các quốc gia khác nữa. Chúng ta vẫn còn nhớ là trận thi đấu trước thì với việc là bên phía của EVSport có được con Fiora thì đã gây được cho Team Flash khó khăn đến mức nào. Và con Fiora của Zihan trong ván thi đấu này một lần nữa đang lặp lại cái điều đó. Và phải nói là đây không phải là một con Fiora quá xanh xao nha. Zihan đã gặp rất nhiều khó khăn cho đằng đầu trận. Như bây giờ, sau một khoảng thời gian anh ta được thả farm ở khu vực đường trên và anh ta đẩy nguyên một cái trụ hai khu vực đường dưới dành cho đội tuyển của mình, thì gần như anh ta đang trở nên bất bại trong bất kỳ một cái kèo solo nào với các chất tướng trong đội hình của Team Flash. Ở lúc này thì Team Flash khoan đã, một người đang bị bắt ở đây. Ellie vừa mới bị làm chậm với cái gai hư không của Fan, kiểm soát mắt rất kín kẽ từ Weibo. Ta thấy từ đầu trận đến giờ Weibo di chuyển rất chặt chẽ nha. Chỉ những cái tình huống mà cảm giác như hỗ trợ của họ đi lạc thôi, còn tất cả những người còn lại đều di chuyển rất hợp lý trên bản đồ và hiếm cơ hội để bắt được bất kỳ ai. Nhưng ít ra là cái trụ đường giữa của Taddy và lúc này vẫn đang có thể đứng vững được. Thế là những pha di chuyển của Quake Cup từ nãy đến giờ cũng khá là nhiều ý đồ chứ không phải là 100% đi lạc đâu. Chúng ta thấy là bất cứ khi nào mà người đi rừng của anh ta có mặt ở mé bên nào thì Quake Cup anh ta sẽ kiểm soát mé bờ sông ở bên đó. Ở thời điểm hiện tại thì Fan đang đứng rình ở một cái góc cực kỳ khó chịu, có hai người của Team Flash đang bị cô lập. Quake Cup đang có mặt ở đây, anh ta đang muốn câu chiêu thức của Team Flash và Sai đang là người bắt lại bên phía bên kia. Zihan của Fan đang la vào, Sai có đồng hồ cát, nhưng dẫu vậy thì Weibo Gaming cũng đã câu được hai thứ tài nguyên rất quan trọng của Sai và thi đấu này, đó là cái đồng hồ cát và chiêu cuối thần cá sấu. Hai người Kuzi cùng với Sai đang có một kế hoạch lớn ở trong đầu của mình, đó là bắt vào người mạnh nhất từ bên phía bên kia. Zihan đang 1.25 bởi vì siêu bom đi ngục thả thẳng vào đầu anh ta và anh ta đã nằm rồi. Ở ngược lại sau, Weibo Gaming có 4 thành viên ở đây. Rất hay, cái băng địa chấn đã giữ chân các thành viên đối phương thành công của Ellie và cho đồng đội của ta khả năng rút lui trong khi đó khu vực trên thì Tank X dùng cho mình đó là khả năng đi đẩy lẻ rất tốt của Shen và lấy được cái trụ hai khu vực trên. Team Flash đang tìm ra giải pháp dành cho sức ép của Zihan. Đó, Zihan đã nôn nóng sau khi thấy Tank X lùa xa khu vực đường trên và đẩy thì anh ta cũng quyết định phải phát động một đợt đẩy ngược lại ở cánh ngược lại dành cho đội tuyển của mình để cân bằng lại thế đẩy, và pha đẩy của anh ta đã bị bắt bởi Kuzi cùng với Tank X, xin lỗi các bạn, và Sai. Ở đây là pha lao vào đến từ Team Flash, họ bỏ mục tiêu nhưng Tank X bị dồn quá nhiều sát thương và chúng ta không có Tank X nữa. Tiếp tục là chi với cầu một tối thượng của anh ta. Sai đang chống chịu sát thương một mình ta, dồn 4 người nhưng một mình Sai chống chịu sát thương ở trong cái góc này là không đủ, và lần lượt từng người của Team Flash đã mất đi, không còn Eli nữa. Kuzi sử dụng đặc mệnh để có thể thoát về và Taddy cùng với Kuzi sẽ sống. Nhưng vừa rồi tiếp tục là một pha thi đấu mà Team Flash dường như là không có quá nhiều những cái sự liên lạc, những chiêu thức trồng vào nó không phải là quá đẹp đến Team Flash. Kuzi đang nỗ lực để có thể băng vào cùng với Taddy ngăn cản nhịp ăn baron của đối phương, siêu bom địa ngục quăng vào. Tạm thời là cái đồng hồ cát này của Faye được bấm rất tốt và con baron tốc độ ăn của Weibo mình là rất nhanh. Bên phía này Zihan đang cản Kuzi và anh ta đang chém liên tiếp vào người của Kuzi. Kuzi khó sống trong pha thi đấu này và chúng ta mất Kuzi, chúng ta mất luôn cả con baron nữa, thậm chí là Taddy đã kịp biến về. Rất khó hiểu, cá nhân tôi hơi khó hiểu về quyết định của Team Flash ở trong tình huống Rush Baron vừa rồi. Tại sao chúng ta lại phải vội vàng như vậy? Và đặc biệt là cái pha truy bắt này cũng là một cái tình huống rất vội vàng nha. Có lẽ là Team Flash đã không tính được rằng cái thời gian mà bên phía Weibo hồi sinh lại và chạy ngược ra Baron nó lại sớm đến như vậy. Họ nghĩ rằng Weibo cùng lắm là chỉ có khoảng 4 người ở đây mà thôi. Nhưng không, tốc độ di chuyển của bên phía Weibo rất nhanh và họ đã có đầy đủ cái hành vi ở trong cái tình huống tấn công phản công vừa đó. Thực ra là cái tình huống đó chúng ta phải đợi, chúng ta phải đứng ở trong Baron đợi một nhịp cái đã, rồi sau đó ra thì nó sẽ hợp lý hơn so với cái cách là chúng ta ùa ra vào trong thẳng bù xanh bên phía bên kia, nó khá là sai. Chính xác. Ở trong thời gian thực thì Weibo Gaming đang tận dụng lợi thế đến từ con Baron. Cầu sống, cầu nhân tốc không trúng ở người của Sai, nhưng có đợt lính rất lớn đang được phầy dẫn vào ở khu vực đường dưới. Cầu vùng tới thượng bắn cũng không trúng ai trong đội hình của Team Flash. Nhưng lượng máu của Sai không còn là quá nhiều trong cái khu vực đường trên. Zihan 1-2 và anh ta chém lùi được Tank X, sau đó anh ta chém chết được vào vị trí của Kuzi. Chủ siêu cấp khu vực đường trên đã có, chủ siêu cấp đường dưới cũng đã có. Đợt lính ở khu vực đường giữa cũng đang vào là rất đẹp.
Và tiếp tục là những tình huống ngăn cản của Quách Cấp là khá khó chịu. Ellie đã bị ép phải tung ra băng địa chấn của mình và ép mất đi đồng hồ cát, mất đi luôn cả tốc biến. Ellie đang bị tìm đến bởi Zihan. Zihan vẫn đang có những cú chém vô cùng mãnh liệt. Sai đang bật thần cá sấu. Sai đang muốn lấy mạng nhưng không lấy mạng được ai cả. Và chúng ta mất luôn cả ván thi đấu này. Phía Weibo Gaming đã tận dụng quá tốt bùa lợi Baron. Khá đáng tiếc dành cho Team Flash. Đã có những thời điểm, đặc biệt là trước cái tình huống ăn Baron đó, chúng ta đã có một pha giao tranh vô cùng tốt. Một cái tình huống đánh mà tôi nghĩ rằng Team Flash cũng hiểu rằng là nó khá là 50-50 ở trong Baron. Khi mà họ ăn Baron